Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Và chứng hình của cô chú anh chị và bạn, đây là những hình ảnh của khu vực chợ ghe thuộc xã Vĩnh Thạnh. Chợ vào buổi sáng có vẻ rất là nhộn nhịp. Đoạn này là bán đồ ăn sáng nhiều lắm vậy. Bún, phở, cháo, bánh canh, bánh xèo, rồi bánh căn, xôi, đủ các loại hết. Ở ngay vị trí này là đèn xanh đèn đỏ, ngã ba đèn xanh đèn đỏ này. Ngã ba gọi là ngã ba chợ ga hoặc là ngã ba cây số 5. Từ ngay vị trí này vì rẽ bên tay phải là hướng đi lên quốc lộ lên Diên Khánh, còn rẽ bên tay trái là hướng về lại trung tâm của thành phố Nha Trang. Và bây giờ em sẽ mời cô chú chị bạn di chuyển qua con đường này, đó là đường 23 tháng 10. Hướng này của đường 23 tháng 10 là đi xuống trung tâm của thành phố rồi. Để trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú chị bạn một số hình ảnh của đường phố, cũng như em sẽ ghé một cái quán bánh ướt các vị, sẽ ghé một cái quán bánh ướt. Mời cô chú chị bạn tham quan cái quán bánh ướt này vào buổi sáng. Và cái quán này thì nó nằm ở khu vực của khu đô thị Vĩnh Minh Trung các vị. Bây giờ mời cô chú chị bạn ghé xuống khu đô thị Vĩnh Minh Trung nha. Và trước hình của cô chú anh chị bạn, đây là những hình ảnh của khu đô thị Vĩnh Minh Trung này. Con đường này em đang đi đó là đường 19 tháng 5. Nó chạy dọc phía trước mình vì là các chung cư CT1, CT2 và CT3 của khu đô thị Vĩnh Minh Trung ngày nay. Đối diện với các chung cư đó là siêu thị Go. Họ mới sáng sớm cho nên là siêu thị Go họ cũng chưa có mở cửa vậy. Con đường này là con đường B1 mà. Ở khu đô thị Vĩnh Minh Trung là một cái khu đô thị cũng khá là đẹp. Ở đây thì khu đô thị nó đã hình thành hết rồi, đầy đủ hết rồi. Trường học, bệnh viện, rồi siêu thị rồi. Nên sống ở đây cũng rất là tiện lợi và nó cũng gần với trung tâm thành phố nữa. Đó, buổi sáng thấy mọi người tập thể dục ở siêu thị Go quá trời luôn. Đó, bánh nước này vậy. Tráng bột ra xong bỏ từng miếng lên dĩa nè. Xong cái thau bột mà. Cô tráng lên mà. Cô làm nghề này lâu chưa cô? 10 năm. Ở đây thì 10 năm. Ở đây. Dạ. Vì ở đây mình ở Vĩnh Điềm Trung này là 10 năm. Cô làm ở Vĩnh Điềm Trung này là 10 năm rồi đó. Tại vì bệnh viện chưa xây là cô bán đó những CT3 á. Dạ. Mình thuê đất CT3 mình bán á. Dạ. Xong sau đó cái 5 năm mình trở lại mặt bằng cho nó xây dựng con mình xuống. Dạ, bây giờ xuống đây ha. Bánh nước sân banh. Nước sân banh tại hồi đó là dạ. Bán trước nó mở sau. Dạ, bên CT3 chỗ đất CT3 lúc trước á là bây giờ cô chuyển xuống đây. 10 năm rồi. Trước đó là cô bán ở đâu nữa? Bán Thành. Quê Diên Khánh. nước không? Dạ đúng rồi, bánh nước Diên Khánh nổi tiếng mà. Dạ. Dạ. Thì đó nó nhiều quá. Thì xưa 4 quán. Dạ. 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 Mình quậy 70 lại. Dạ. Rồi là con bây giờ nó bị tịch thứ 3 rồi. Dạ. Cái đầu thứ 3 là con còn nó chung. Dâu. Rồi bây giờ chúng nó ới con. Dạ. Nó 2,5 trên nó 3,000 nhưng mà dạ. Được. Quả phải tự hào cái mắm không ai mà mắm hoài. Dạ. Không phải hoài tự hào chứ trong bánh nó có tiếng lắm con mới tự hào. Bánh sông Bành nổi tiếng bây giờ. Dạ. Dạ. Hàng ở xa. Dạ. Người ta ăn đó ta gọi điện rồi sợ mình không chưa bán nó con. Dạ. Cô bán mấy giờ đến mấy giờ cô nghỉ? Sáng là 5 giờ rưỡi 6 giờ là cô đã có bánh rồi. 5 rưỡi 6 giờ. Dạ dạ. Xong rồi tới 10 giờ hơn là cô. 10 giờ nghỉ là hết. Chiều 3 giờ bắt đầu bán lại tới 9 giờ. À chiều. Dạ đúng rồi. Chiều 3 giờ đến 9 giờ tối bán tiếp. Rồi. Còn buổi sáng thì cỡ 5 giờ rưỡi đến 6 là 9 giờ hết. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Dạ vậy hả? Không gốc đúng không? Bây giờ tùm lum quán biết quán nào phải biết cái quán gốc ăn nó mới ngon được. Dạ. Dạ. Rồi giới thiệu. Dạ con cảm ơn con nha. Hai quán của cô ở Vĩnh Điềm Trung đối diện với siêu thị Gâu quý vị nha. Đối diện với siêu thị Gâu nè. Quán của cô để là quán săn banh nha. Bánh ướt nè, bánh nóng ướt, bánh nóng nè, bánh cuốn, bánh đập nè, đặc biệt mắm nêm nè. Đó. Có số điện thoại luôn, bán sáng chiều nha. Đây, quán của cô bên trong nè. Lúc trước là ở cái chỗ cái lô đất của CT3, bây giờ vì C3 bây giờ xây dựng rồi cho nên cô lên thêm bằng ở trên này. Đó. Ở cái địa chỉ số 08 đường 19 tháng 5 nha. Họ ra nữa nè quý vị. Ăn bánh ướt là tốn dĩa lắm luôn nha quý vị nha. Đó, quá trời dĩa luôn nè, một chồng rồi nè. Hồi nãy giờ em quay phim chưa ăn là hết rồi, rồi còn một chồng dĩa luôn nè nha quý vị nha. Đó, bánh nước sân banh truyền thống của cô hồi giờ nổi tiếng là lúc trước là cô là cũng gốc từ ở trên thành đó vị, rồi cô mới chuyển xuống đây cô bán nè cũng mấy chục năm rồi. Rồi mời quý vị cùng thưởng thức nha, ngon không? Ăn hai đứa ăn cho cảm nhận rồi. Đây mình bánh nước, bánh đập, bánh cuốn rồi có đầy đủ rồi vậy. Bánh cô Tráng hồi nãy em có quay cô Tráng ra xong rồi cắt bỏ gì đó vậy. Đó, xong mình cho ít cái này thịt phật, thịt xay không ta? Ủa ăn tay luôn hả? Lấy cua tay cuốn luôn hả? Thì mình không cuốn, mình cuốn tay, không mình lấy đũa mình gập lại. À. Lấy đũa, cuốn ít xoài vậy nè, xoài giá. Rồi. Có xoài nè, giá nè. Mày cuốn cho ba. Rồi chả cá nè. Đó bỏ vô nè. Rồi bỏ miếng chả lên nè. Rồi. Đó chả. Giá. Xoài. Tại vì tay cuốn không rồi lấy cái đũa gập nó lại rồi gắp ăn như vậy chấm mắm nha. Nhưng mà cái này mẹ cuốn lỡ hơi to rồi. To quá cho nên không cuốn được nha. Lấy đũa ăn này. Đó. Nước mắm nè. Mắm mình thích cay thì mình pha cho cay nha. Đó, mọi người tới mua mới sáng sớm mà. Giờ này em ăn là 6 giờ rưỡi sáng rồi nha. Còn rất là sớm luôn, chưa ai hết á. Được có vài người thôi. Không biết sáng nay mở hàng này, biết bác bán có tốt không này. Hy vọng là nhanh hết. Nó bị rớt ra mất rồi. Cái này cuốn phải ấy à. cuốn nhỏ thôi, cuốn bự quá. Mời vị nha. Đổ cho ba cuốn này. Ngon vậy. Đây. Cuốn nhỏ nhỏ vừa. Ăn từ nữa con. Trời ơi, ăn nãy giờ hai đứa nó ăn hết chồng nguyên một chồng dĩa đấy. Rồi đếm thử mấy nhái vậy Khánh. Đếm coi. Cuốn dĩa quá. Mấy dĩa rồi? Với một dĩa là một bánh hả? 19 dĩa rồi hả? Đây, cuốn một cuốn mới nè. Bánh ướt nổi tiếng là ở trên thành Diên Khánh, ở thành thôi, bánh ướt thành là ai cũng biết. Nhưng bây giờ nó cũng nhiều lắm rồi, không có biết quán nào quán gốc. Quý vị ăn quý vị phải biết cái quán gốc. Quán của cô này là hồi xưa giờ tới đời của cô là đời thứ 3 luôn rồi đó, 3 đời rồi. Mới sáng sớm những cái quán này trưa buổi chiều tối tầm gần đây là các quán nhậu chủ yếu bán vào buổi tối. Tàu lửa đang qua vậy à. Anh 20 mấy dĩa rồi đó, mẹ bác đem ra nữa. Giấy. Ăn mệt nghỉ luôn nha. Rồi, cảm ơn quá. Rồi ra như thế này rồi mình cứ chỉ việc bỏ rau rồi cả rồi vô mình ăn thôi nhau rồi. Bánh nước sân banh Nha Trang, Vĩnh Điềm Trung nha. Cô đang làm nữa nè. Trời ơi, coi Khánh ăn. Trời ơi, cắn từng miếng nha. Sướng quá rồi, có người cuốn sẵn ăn. Rồi để cho cuốn lại, bỏ chả rồi vô. Nhỏ nhỏ thôi, dễ cuốn. Khánh Khang bỏ chả vô. Chả vô ăn không? Miếng chả nha. Hồi nãy giờ em thấy người ta tới mua về nhiều lắm á quý vị. Mới sáng sớm á, ta tới mua về.